Chiều nay làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện cải cách bộ máy hành chính, lãnh đạo tỉnh ủy Hải Dương đã giải trình về các thông tin cho rằng tỉnh này có quá nhiều lãnh đạo, đặc biệt là cấp phòng, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Chuyện bổ nhiệm cán bộ gây lùm xùm tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thuyết, thành viên đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng nếu chưa trung bình thì ở cấp phòng của Hải Dương, cứ hơn 2 lãnh đạo cấp phòng thì mới có 1 nhân viên, đây là bất cập. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đặt vấn đề về việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có tới 44 trên 46 người là lãnh đạo. Vậy số thừa thì được địa phương xử lý như thế nào? Dư luận nói rằng một số địa phương có hiện tượng bổ nhiệm nhanh thì tỉnh có việc này hay không và hướng xử lý ra sao? Giải trình tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương cho biết, sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì đến nay cơ bản đã khắc phục xong. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng, thời gian vừa qua, việc quản lý bộ máy công chức còn nhiều bất cập, đặc biệt là cơ chế xin cho biên chế vẫn còn. Thông thường ấy, gọi là một cái yếu tố thông thường bình thường thì thường là một phòng là có một trưởng hai phó. Còn vừa rồi chúng tôi quy định là tất cả các phòng cơ bản là một trưởng hai phó. Tổng hợp lại khi có bài báo ấy, tôi yêu cầu coi như thế là các đơn vị tổng hợp lại thì chỉ có 11 phòng là thừa cái số phó là từ 3 trở lên. Về vụ việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương, ông Hiền cho biết sau khi có kết luận của thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh đã có chỉ đạo xử lý và đến nay đã kiểm điểm khắc phục xong. Đây cũng là sở có tới 5 phòng, có số lượng lãnh đạo vượt quá quy định. Để giải quyết những bất cập trong công tác cán bộ, đặc biệt là về biên chế, ông Hiền đề nghị cần quản lý chặt biên chế cả cơ quan đảng, đoàn thể cũng như là nhà nước. Việc giao thành lập số sở ngành theo mô hình của Trung ương, ông Hiền cho là cứng nhắc, cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để có số sở cũng như giao chỉ tiêu lãnh đạo công chức cụ thể.